Ba tên khổng lồ. Ngày xưa, tại khu rừng Hakadi xa xôi, có một chàng trai trẻ tên là Bato. Chàng theo học kỹ năng bắn cung của người thợ săn nổi tiếng nhất vùng. Bato luyện tập rất chăm chỉ. Chẳng mấy chốc, kỹ thuật bắn cung của chàng đã đạt đến trình độ điêu luyện. Khi đã học thành tài, Bato xin từ biệt thầy để hiện mong ước được ngao du khắp mọi nơi. Một ngày, khi cậu đang nướng thịt cho bữa tối, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói ồn ả vang lên. Có mùi gì thơm quá chúng mày ơi. Thì ra là mùi thịt nướng. Chén thôi tụi bay. Đau quá. Kẻ nào bắn ta? Xin ngài thiện xã đừng bắn nữa. Chúng tôi không dám làm gì ngài đâu ạ. Các ngươi đến đây làm gì? Đây đâu phải lãnh địa của các ngươi. Xin ngài đừng bắn nữa. Chúng tôi xin kể ạ. Chẳng là chúng tôi được thuê để ăn trộm bảo vật trong hoàng cung. Đó là bảo vật gì? Điều này chúng tôi cũng chỉ biết nó ở trong tòa tháp mà thôi. Thôi được, ta sẽ không hỏi nữa. Nhưng các người phải cho ta đi cùng. Ba tên khổng lồ không còn cách nào, đành phải dẫn theo Bato đến hoàng cung. Chúng nhanh chóng tìm đến tòa tháp, khống chế lính gác và phá cửa xông vào bên trong. Đây chẳng phải là công chúa sao? Các người là ai? Cứu tôi với! Mau bịt miệng của ta lại! Tại sao ngươi? Mau cút khỏi đây. Nếu không mũi tên sao, sẽ bắn thẳng vào đầu các ngươi. Có tiếng ồn ào ở tháp của công chúa. Mau đến đó. Quý rồi, chuồn thôi. Bato bỏ đi khỏi cung điện, không để lại dấu tích. Công chúa không biết phải làm sao để tìm được chàng. Đúng lúc đó, nàng nhận thêm một tin sét đánh ngang tai. Chính đại tướng đã cứu con thoát nạn đêm hôm đó. Ta đã đồng ý gả con cho đại tướng rồi. Thưa vua cha, người cứu con là người khác, chứ không phải đại tướng. Thưa hoàng thượng, công chúa vì quá sợ hãi nên đã nhất thời không nhận ra. Đó cũng là điều dễ hiểu. Ông nói dối, người cứu tôi rõ ràng không phải là ông. Công chúa, đừng vô lễ như thế. Việc này ta đã quyết định rồi. Hôn lễ sẽ được cử hành vào tuần sau. Không thể thuyết phục được vua cha, công chúa bèn giả làm thường dân trốn ra khỏi hoàng cung. Hằng ngày, nàng phải bán nồi đất ở chợ để kiếm sống và hy vọng sẽ tìm được ân nhân. Ủa? Sao quân lính lại xuất hiện ở đây? Trời ơi! Vỡ nát hết cả rồi! Biết phải sống sao đây? Cô có cần tôi giúp gì không? Cảm ơn anh! Tôi không sao đâu! Vì sao đám quân lính đó lại gây chuyện với cô vậy? Đó là quân lính của đại tướng. Họ đến để phá hoại công việc của tôi nhằm ép tôi quay về. Ép cô về đâu chứ? Thôi, anh đừng hỏi nhiều, kẻo lại bị liên lụy đấy. Cô đừng lo, tôi dù sao cũng có chút tài bắn cung. Hơn nữa, tôi luôn muốn giúp đỡ mọi người. Nếu cô không ngại, thì cô có thể kể với tôi. Sau đó, công chúa kể cho Bato nghe việc mình được một người bịt mặt cứu và việc nàng bị ép cưới đại tướng. Những tên khổng lồ chắc chắn đã nhận lệnh từ ai đó. Tôi cũng nghĩ như thế, vì chúng bắt cóc tôi cũng không có lợi ích gì. Hay là chúng ta đi tìm chúng để hỏi cho ra lẽ? Tôi có manh mối, chúng đang lẩn trốn trong rừng. Không được đâu, chúng hung dữ lắm. Anh sẽ bị chúng hại chết đấy. Nàng cứ yên tâm, chúng không làm gì được tôi đâu. Sau đó, Bato cùng công chúa đi vào rừng để tìm ba tên khổng lồ. Ngài lại đến đây làm gì? Bọn ta đâu có làm gì xấu nữa đâu. Hãy cho ta biết ai là kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc công chúa, thì ta sẽ để cho các ngươi yên. Kẻ chủ mưu là đại tướng Đương Triều. Thì ra chính là hắn ta. Phải báo cho vua cha biết việc này mới được. Công chúa đưa Bato và ba tên khổng lồ về hoàng cung, kể lại đầu đuôi sự việc cho vua cha. Sau đó, nhà vua đã hạ lệnh bắt giam gã đại tướng gian trá xảo quyệt. Nàng có nhận ra chiếc khăn này không? Ta đã nhặt được nó vào đêm chúng đột nhập vào tháp. Chính là chàng. Cuối cùng em cũng tìm được chàng rồi. Nhà vua đã đồng ý gả công chúa cho Bato. Ai cũng vui mừng vì công chúa đã kén được một chàng phò mã tài giỏi tốt bụng. Lũ quét. La 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 la, la 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 la. Hôm nay thời tiết thật đẹp cho một chuyến dã ngoại xa. Ôi, thật không thể tin nổi. Đẹp quá. La 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 la. Cha cha cha. Thật là đẹp quá đi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Này gấu ơi, bạn đang làm gì ở đây thế? À, quả đấy à, tớ đang đi dã ngoại, còn cậu làm gì ở đây vậy? Tớ đang đói quá, cậu có thể cho tớ một chút bánh mì không? Tớ sẽ giúp cậu một việc rất quan trọng, thật đấy. Mình thì có cần gì quả giúp kia chứ? Loài quả xưa nay chẳng tốt đẹp gì, mình phải đề phòng kẻo mang họa. Nhưng thôi, một mẩu bánh mì cũng chẳng đáng là bao. Bánh mì của cậu đây, ăn đi rồi nói rõ cho tớ biết cậu giúp tớ thế nào. Đã ăn xong rồi, bây giờ thì cậu nói đi. Nói cho cậu biết, cậu ngồi ở cái bờ vực này rất là nguy hiểm. Cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cảnh ở đây rất đẹp. Có gì nguy hiểm đâu cơ chứ? Ở khu vực này thường xuyên có lũ quét đấy. Tớ ở đây lâu nên biết, mà lũ về rất nhanh. Cậu sẽ không chạy kịp đâu, bị nước mà cuốn xuống vực là nguy lắm đó. Cậu có nhầm lẫn gì chăng? Trời đang nắng đẹp, chẳng có dấu hiệu gì của cơn lũ quét cả. Quả, cậu có lừa tớ không đấy? Hãy tin tớ đi, tớ không lừa cậu đâu. Cậu nhanh thu dọn rồi đi đi nhé, tớ cũng về tổ đây. Không thể tin được loài quả, có âm mưu gì chăng? Hay là muốn lừa mình bỏ đi để lấy hết thức ăn của mình? Chắc là thế. Loài quả vốn chẳng tốt đẹp gì mà. Đã vậy, mình ăn hết sạch thức ăn, thèm nó còn trông chờ gì nữa không? Cảnh ở đây đẹp tuyệt. No quá, không đứng lên mà đi nổi nữa. Tiếng gì thế nhỉ? Chắc mình nghe nhầm rồi. Gấu ơi, chạy đi, mau chạy đi. Lại gì nữa đây? Tớ hết thức ăn rồi. Mau trèo lên cây cổ thụ bên bãi đá đi. Lũ đến rồi, mau lên. Hả? Lũ về? Gấu ơi, cố lên, mau trèo lên đi. Gấu, cậu thoát rồi. Một lát nữa lũ rút đi là cậu có thể xuống được rồi, đừng lo. Ôi, may quá, có cậu báo cho tớ chứ. Nếu không thì tớ đã bị cuốn xuống vực rồi. Quả, cậu tốt vậy mà tớ cứ nghĩ, tớ lừa cậu để kiếm thức ăn chứ gì. Ừ, tớ xin lỗi nha. Thôi, không sao đâu, lần sau cậu đừng nghĩ tớ như vậy nữa là được rồi. Chắc chắn vậy rồi. Lần sau mà đi dã ngoại nữa, tớ sẽ gọi cậu cùng đi nhé. Bạn tốt. Chiếc vòng tay dành cho vợ. Cảm ơn quý khách. Chào ông chủ. Mình ơi, kìa mình. Mình à, tôi thấy không khỏe trong người, chân tay đau nhức. Hay là mình đưa tôi đi bệnh viện khám xem thế nào? Chân tay đau nhức thì chắc lại do cái bệnh thần kinh tọa của bà chứ gì. Việc gì phải khám, bà cứ đem cái đơn thuốc cũ ra tiệm mua thuốc về uống xem. Nhưng mà mấy hôm nay tôi đau hơn mọi lần. Nhưng mấy hôm nay đông khách quá, tôi không thể đóng cửa tiệm vàng mà đi được. Hay là bà tự gọi taxi mà đi khám đi, giờ đi lại cũng tiện, cần gì phải đi hai người cho nó lách cách vậy. Chào anh. Anh muốn mua gì? Tôi muốn mua vòng tay bằng ngọc. Có phải đeo vòng tay bằng ngọc, đeo đá thiên nhiên là tốt cho sức khỏe phải không? Đúng thế. Anh xem, đây là những vòng tay cẩm thạch, rất tốt cho vận khí, sức khỏe, có đủ mức giá cho anh chọn. Thế giá cả chúng thế nào, ông chủ? Đây là chiếc 4,5 triệu nè, cũng rất đẹp mà giá cả phải chăng. Đẹp lắm.
Ông có thể bớt cho tôi một chút được không? Tôi chỉ có 4 triệu. Không được, chúng tôi không bán mặt cả bao giờ. Đúng 4 triệu rưỡi. Vậy mai tôi sẽ quay lại mua nó. Ông chủ, tôi có đủ 4 triệu rưỡi rồi. Ông lấy cho tôi chiếc vòng hôm qua đi. Đây, đủ 4 triệu rưỡi của ông. Tiếc quá. Hôm qua còn lại một chiếc 4 triệu rưỡi thì lại bán mất rồi. Hay là anh lấy chiếc khác nha. Sao? Bán rồi ư? Chiếc này cũng đẹp lắm, giá 4 triệu 7. Chỉ đắt hơn cái kia một chút thôi. Chả giấu gì ông, tôi khó khăn lắm mới kiếm thêm được thêm 500 ngàn cho đủ 4 triệu rưỡi. Giờ lại thiếu rồi. Ông chủ à, tôi đặt cọc lại số tiền này ở đây. Ông giữ lại chiếc vòng này lại cho tôi. Ngày mai có thêm 200 ngàn nữa, tôi sẽ quay lại lấy nó. Được rồi, tôi sẽ giữ nó lại cho anh. Ông chủ, sao anh bảo ngày mai mới quay lại cơ mà, giờ tôi lại đóng cửa rồi. May quá, hôm nay gặp được người thuê bốc vác từ trưa tới giờ. Tôi kiếm đủ tiền rồi, làm sao tôi đợi đến mai được. Đây, thêm 200 ngàn nữa, ông cho tôi lấy cái vòng luôn nhé. Cuối cùng tôi cũng mua được rồi. Tôi chưa gặp vị khách nào lạ như ông, khó khăn lắm mới kiếm được vài trăm ngàn, nhưng nhất quyết phải mua vòng ngọc về cho bằng được. Đấy là ông không biết, vợ tôi thích vòng ngọc lắm, nhưng cả đời tôi chưa mua cho bà ấy được chiếc vòng nào. Dạo này bà ấy không được khỏe, nghe người ta nói đeo vòng ngọc tốt cho sức khỏe. Cả đời bà ấy làm vợ tôi vất vả đã nhiều, một chiếc vòng ngọc này có đáng gì đâu, hả ông? Thôi chào ông, tôi về, chắc là vợ tôi vui lắm đây. Cả đời bà ấy làm vợ tôi vất vả đã nhiều, một chiếc vòng ngọc này có đáng gì đâu, hả ông? Mình à, tình hình ra sao rồi? Bệnh viện đông quá, cũng chỉ chụp chiếu qua loa, vẫn kết luận là đau thần kinh tọa. Này mình à, mai tôi lái xe đưa mình lên bệnh viện chuyên khoa, nghe nói ở đấy khám rất kỹ, mà toàn giáo sư đầu ngành rất giỏi. Thế còn tiệm vàng, ông để cho ai? Mình không phải lo, đối với tôi, bà còn quý bằng vạn lần vàng ngọc ấy chứ. Mình hôm nay lạ thật. Lạ gì chứ, thôi, để tôi đỡ mình vào nghỉ ngơi. Chiếc đèn lồng tự chế. Nào, bay lên, cao nữa đi. Nhìn này các cậu, về của tớ sẽ bay cao nhất nha. Giỏi quá, cậu lúc nào cũng là người thả diều giỏi nhất. Nhìn kìa các cậu, kìa có phải dương không? Đẹp không? Nhìn thấy gì chưa? Chao ơi, chiếc đèn đẹp quá. 3 ngày nữa là tới trung thu rồi. Chắc buổi tối bật lên sẽ đẹp lắm. Không những có đèn sáng mà còn có nhạc nữa nha. Mẹ tớ mua tận trên chợ thị trấn đấy. Ở đó có nhiều đèn trung thu đẹp lắm, nhưng mà đắt lắm. Cho tớ chơi với, cho tớ chơi với nha. Mẹ ơi, mẹ ơi. Có chuyện gì thế con? Mẹ, mẹ để con cho gà ăn cho. Mẹ vào nhà nghỉ đi ạ. À. Cái thằng hôm nay lại về sớm giúp mẹ cho gà ăn cơ đấy. Sao thế Tuấn, có chuyện gì hả con? Mẹ, ngày mai mẹ có lên thị trấn không? Mẹ mua cho con chiếc đèn lồng trung thu nha. Cái đèn mà có pin, bật sáng và có nhạc vui nhộn mấy. Sao tự nhiên con lại thích đèn lồng? Trung thu mỗi năm, con đâu có đợi mua đèn đâu. Các bạn đều có đèn trung thu xịn hết. Mỗi mình con không có, chẳng có ai chơi với con cả. Nhà ta còn phải dành dụm, mà đèn lồng trung thu thì chỉ chơi có mấy ngày, hơi phí phạm con ạ. À. Ơi. Thôi được rồi, mẹ sẽ mua đèn lồng cho con.
Thôi con ngủ đi, mẹ đi làm đây. Nhà ta còn phải dành dụm, mà đèn lồng trung thu thì chỉ chơi có mấy ngày. Mẹ ơi, con có đèn lồng rồi, mẹ không cần mua nữa đâu. Đèn lồng ở đâu ra thế con? Bí mật ạ. Mẹ xem đèn của con tự làm nè, đẹp không? Hóa ra đây là bí mật của con à, đẹp lắm, con của mẹ giỏi quá. Ô, xem đèn của Tuấn này, khéo tay thế. Con đi rước đèn cùng các bạn đây ạ. Ngọn nến sáng nhất. Anh à, anh mặc áo xong thì ra ngoài ăn chút gì cho ấm bụng nhé. Thôi em à, anh phải đến công ty vì có họp vào buổi sáng. Em dọn sẵn rồi. Đã bảo là anh không còn thời gian mà. Anh à, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Em nấu món canh rêu mà anh thích đấy. Anh, may quá. Hôm nay bận rộn nhưng cũng ký xong mấy cái hợp đồng với đối tác rồi. Ừ, may mà có em hỗ trợ. Vậy anh thưởng cho em gì nào? À, hay là tối nay anh mời em đi ăn tối nhé. Tối nay ư? Ok em. Cô ấy thật đẹp, lại còn trẻ trung, thông minh nữa. Anh Hùng, anh Hùng, sao cứ nhìn em chằm chằm như vậy? Không, tại em đẹp quá. Đã gần 12 giờ rồi cơ à. Anh về lâu chưa? Sao em không vào giường nằm, lại ngồi đây ngủ thế hả? Em ngồi đây đợi anh về. Anh đã ăn gì chưa? Anh đi bàn công chuyện với đối tác. Em ăn chưa? Em chưa ăn. Lúc ngồi đợi anh thì ngủ quên mất. Em ăn đi, muộn quá rồi. Đói quá là đau dạ dày đấy. Em không sao mà. Chết thật, đã 10 giờ sáng rồi. Anh đến đây. Đêm qua em ngủ ngon chứ? Vâng, em đã có một giấc mơ rất đẹp về anh đấy. Thôi nhé. Hẹn gặp lại em ở công ty sau. Anh ăn chút gì đi nhé. Thấy anh mệt mỏi nên em không đỡ đánh thức dậy. Em về quê gấp, bà nội cô Bi bị ốm. Anh thu xếp công việc rồi về ngay. Đi đường anh nhớ lái xe cẩn thận nha. Mẹ con sao rồi hả bố? Mẹ con đỡ rồi. May quá, có Cai Ngân vợ con, nó nhanh nhẹn nhờ được thầy thuốc tốt về tận nhà để giúp mẹ con. Thế à? Bố mẹ thật tốt phước, có được đứa con dâu như thế. Một mình nó lo liệu sắp xếp mọi việc bên cạnh mẹ con từ lúc về tới giờ, không dời nửa bước. Không hiểu sao hôm nay lại bị cắt điện thế này. Hùng, hai cha con mình ra ngoài sân uống nước, nói chuyện cho nó thoáng nha. Vâng, để con vào thắp cây nến cho sáng. Hùng, dạo này vợ chồng con có chuyện gì phải không? Sao tự nhiên bố lại hỏi như vậy? Mấy hôm nay bố cứ thấy vợ con nó buồn buồn. Có lúc ngồi chăm mẹ con, nó còn khóc nữa. Bố, con trót yêu say đắm một phụ nữ. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, thông minh. Trong lòng con rất dằn vặt. Con thấy có lỗi với vợ con. Thế bố hỏi, con hãy trả lời thật lòng. Con còn yêu vợ con không? Con cũng không biết nữa.
vợ con... Cô ấy không có gì để chê trách. Vợ con khiến con rất cảm kích. Con rất mâu thuẫn. Vậy con trả lời xem, ngọn nến và vì sao kia, cái gì sáng hơn? Dạ, tất nhiên là ngọn nến sáng hơn ạ. Tại sao? Dạ, tại ngọn nến ở rất gần, ngay cạnh con. Còn ngôi sao kia chẳng biết sáng đến thế nào, nhưng nó rất xa xôi. Ánh sáng tới được chỗ này vô cùng yếu ớt. Đúng, những người phụ nữ bên cạnh con cũng vậy. Khi con cảm thấy yêu thương, để người đó bên cạnh con, để tâm nhìn ngắm người đó, con sẽ thấy người đó thật đẹp, thật tỏa sáng. Còn nếu con để họ ở thật xa như ngôi sao kia, thì con sẽ không cảm nhận được ánh sáng và vẻ đẹp của họ đâu. Hãy xác định ai là người quan trọng hơn trong cuộc đời con. Hãy tiến đến gần người ấy, trân trọng, yêu thương. Còn tình cảm say nắng một chút của con với cô gái trẻ kia, bố tin chắc rằng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, xa vời vợi mà thôi. Bố! Con à, vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi lúc nọ lúc kia. Khi những tình cảm bồng bột của tuổi trẻ dần dần đi qua rồi á, con sẽ thấy mình cần biết bao là sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm đến nhau. Đó mới tạo thành gốc rễ của hạnh phúc, chứ không phải là những cảm xúc nhất thời đâu. Bố, con hiểu, con sẽ không làm điều gì có lỗi với vợ con đâu bố ạ. À. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.